Xin chào mọi người đã đến với kênh của tôi Trần Đăng Lộn Xộn. Ngày hôm nay thì anh của tôi Trần Đăng Lộn Xộn sẽ tổ chức một cái cuộc thi gọi là nạo dừa. Nếu như mà dân miền Tây của mình á, là ai cũng sẽ biết cái bàn nạo này. Bàn nạo thần thánh này là để dùng để nạo cái cái dừa ra để chế biến các cái món ăn. Thường thì bây giờ thì đa số là mọi người đã đi chợ và mua nước cốt dừa ta làm sẵn, hoặc là nước cốt dừa đóng hộp, hoặc là sẽ có cái máy để mà nạo dừa rồi. Nhưng mà hôm nay là muốn trở về ngược thời gian hồi xưa thì chúng ta sẽ làm cái trò chơi này cho mọi người cùng xem nha. Là trước khi nạo dừa thì phải lọc dừa thôi. Lâu lắm rồi không có lọc dừa, không biết là lọc dừa còn ngon lành gì nữa không, nên mọi người cùng xem nha. Đây là trái dừa khô. Đầu tiên là mình phải chặt trước một cái đường trước. Đó, để mình làm cái khía rồi mình bắt đầu mình lật cái vỏ qua. Thử coi. Cũng còn ngon. Dân miền Tây, đặc biệt là xứ dừa thì phải biết lọc dừa cho mọi người. Lát làm món gì biết không? Mình sẽ làm gà ôm lá cách nước cốt dừa. À. Đây, nhớ cái đùi cho người chiến thắng nha. Em. Cái này là mình phải lọc ra. Xong rồi mình phải cạo vỏ cho nó sạch rồi mình mới nạo nha. Khi mà mình nạo cái dừa này là đặc biệt á, là cái lớp đầu tiên á ăn nó ngon lắm, nó ngọt mà nó béo vô cùng luôn á. Một lát sẽ bổ cái trái dừa này ra làm đôi để mọi người cùng có hai tuyển thủ sẽ thi nạo dừa ha. Ai mà nạo mà thắng á thì được ở không nằm võng để chờ món ăn, còn người nào thua là phải đi hái lá cách rồi phải phụ bếp luôn. Đó. Cái lớp 1 đã xong rồi nè. Còn cái lớp da này thì mình sẽ lọt ra. Trái dừa này thì nói chung là nó rất là tròn vậy. Lâu rồi mới làm lại cái món này, rất là dân dã. Giờ thì đa số là cái gì ta cũng mua sẵn hết rồi, không có làm truyền thống nữa. Đây mọi người, biểu tượng iPhone 11. Anh mũi to đã có iPhone 11 nha. Sau đó mình gọt. Đây, đao pháp cũng phải điêu luyện chút nha. Gọt cho thiệt là sạch. Để nếu mà không sạch thì lát bụi dừa nó sẽ bám vô trong cái dừa của mình á, nó bị chát. Tại vì cái này nó rất là chát. Mình phải chịu khó gọt cho sạch. Đã lột sạch rồi, đây tới giờ mọi người rất là sạch đẹp hen, rất là tròn. Thì mình phải chọn lựa cái khía làm sao mình bổ cái dừa ra làm đôi để đúng cái giữa cái dừa. Nếu mình đang dày thì nó mình ra nạo rất là khó, mà hoặc là nó sẽ bể tung lưng tùm la, mình sẽ không nạo được. Này thường là phải một nhát thôi, nhiều nhát là banh xác cái dừa, không lâu quá thì không bổ lại. Cái nước dừa mình không có bỏ nha, nước dừa là để mình uống rất là ngon, rất là thơm. Chuẩn bị nha. Coi ngày sau đây. Lâu quá rồi. Chuẩn bị. Đây, ngon lành chưa? Xuất sắc luôn á. Chỉ một cái đường duy nhất này là cũng khá là đều nè. Lát ai hên xui bắt cái miếng bên đây thì nó nhiều hơn chút bên đây. Và chúng ta lật ra. Trời ơi. Đây, nước dừa ngon tuyệt vời luôn nha mọi người. Uống thử để làm giống như là phim Trung Quốc cho mọi người. Cào cái bụi ra, che lại mắc cỡ. Ngọt nó có gà, nó không có ngọt lắm, tại vì thường là dừa xiêm nó mới ngọt, còn cái này là nó hơi ngọt hơi thôi. Có bạn nào uống không? Được á, ngon á, ướt áo rồi nè mọi người. Và sau đây là đến cái phần quan trọng nhất của clip này, đó chính là chương trình nạo dừa thi đua. Và người nạo dừa hôm nay chính là đích thân anh mũi to sẽ ra tay cùng với một bạn nữa, đó là bạn Độ Phú, để xem cái ai sẽ có cái phần nạo nhanh nhất nha. Người nào mà nạo thua thì là phải đi hái lá cách và phụ bếp
còn người nào thắng thì chỉ được nằm võng và chờ món ăn mà thôi. Sau đây là màn cùng thi đấu nạo cái cá dừa nha mọi người. Đây là cái dụng cụ mà để, đây là cái sửng, mọi người biết cái sửng này hen, để đựng cái. Và quy định đó là phải đâu đó đàng hoàng nha, tức là cái không được dày quá, nếu mà dày quá sẽ không lấy được nước cốt ra. Cái thứ hai nữa là cái vỏ trong á, nếu mà đen quá thì nó cũng sẽ nó bị hôi dầu nữa, cho nên là phải làm sao mà đảm bảo được chất lượng. Được chưa, chuẩn bị xong chưa? Ok, hôm nay mình sẽ thích đấu với anh Bụi To nha mọi người. Nào thua là đi hái lá cách à. Chuẩn bị nghe, mình sẽ cố gắng mình nằm võng nha mọi người. Chuẩn bị 2 3 vô đó. Lâu quá mới nạo cái vụ này à. Bụi nhiều quá là thua nha. Cái này nè, lụm ăn ngon dữ lắm luôn á. Ngon nha. Thôi chứ phải nhanh lên thì thua à. Bỏ chân thấy bà nữa nè. Ăn thử miếng nha mọi người. Ngon lắm, ngon lắm. Xuất sắc không? Đó là tuyệt vời. Lại thua nè. Cái này hồi xưa đám dỗ nào một lần một chục trái chứ không phải như vậy đâu. Đám dỗ cái gói bánh hoặc là nấu chè hay là gì cà ri đó, bắt nạo dừa gần chết luôn vậy. Nhớ bà ngoại hết sức. Nhanh lên, nhanh lên. Mỗi tay thiệt. Đường khúc rồi nè. Đây. Đó, thấy chưa, đường khúc rồi đó. Sao rồi? Chậm quá. Đây nhiều hơn nè nha. Thôi bị dơ rồi nha. Có chút xíu dơ đâu, cái này là cái ấy chứ đâu có dơ. Đâu có dơ nữa không nè, ăn thử rồi. Ngon không? Miếng dơ đã rồi đó. Chậm quá thua rồi, đi hái lá cách đi. Lâu rồi, đụng tới này cũng còn. Ngon quá mọi người. Chết cha, xong nó dính tùm lum hết ra vậy nè. Bio ra chấm giải nè Bio ơi. Đừng xong rồi nha, đừng xong rồi nha. Đây là một thi nào vậy? Dạ đang lên tim hả? Trời ơi, nào gì mà đen thôi. Đen đâu mà đen, người ta chưa đen đâu mà đen. Đây nè mọi người, thêm cái này là thua rồi. Vãi, chết tính thì chết. Cái gì vậy? Chết tính đó đó. Bạn ấy xuống mà bạn ấy không xuống. Làm sao? Tức là ở nhà giữ em bé à, làm con ngoan cò giỏi. Ủa chào chào ngoan cò giỏi, chào ngoan cò giỏi sống rồi nha, thôi nha, ẩm nó xuống đây tao giữ cho. Mọi người ơi, cuộc thi nạo dừa ai chấm điểm sạch sẽ nha. Chiến thắng, chiến thắng. Xong rồi, xong rồi rồi. Xin ban ban giám khảo cho em ý kiến. Em xong rồi nha. Rồi ngưng đi, ngưng đi, ngưng đi. Hơi đi hái lá cách này cưng cưng thua cơ gà. Bạn chiến thắng là bạn Võ Minh Diễn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người ơi, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc với giải thưởng này. Với giải thưởng này thì em xin cảm ơn ba mẹ em, xin cảm ơn những người thân, xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho em. Giờ mời bạn đi hái lá cách. Ok. Ok. Nào tiếp đi. Làm xong này cái đã. Mỗi tay. Mỗi tay giả mang luôn. Mày đi không đi bằng cua đi bà, nó còn livestream. Em đang livestream mà. Trời đất, em đang lai heo nè. Thôi, vô mình sẽ quay cua tí. Đây là bụi lá cách sau nhà mọi người. Rất là non luôn. Đây bụi lá cách chà bá luôn nha. Hái đi, người thua cuộc hái đi. Mọi người, mình thua rồi, mình phải đi làm vậy nè. Tội nghiệp mình không? Ai đâu tội nghiệp? Có ai phụ mình không? Không. Ôi, khổ quá. Để lát rồi ăn rồi có khổ không trời. Bởi vậy
Ê, cái lá mà có cái chấm chấm mà đựng hai cái lá nào mà nó ấy á, bẻ nhánh đại vậy nè Phúc. Ừ đó, gì lấy cái đọt non không vậy, mấy cái lá dưới nữa chừng nào mới đủ ăn. Nhỏ quá. Nè, bẻ đại vậy nè, lát mình lật lại đó vậy nè. Gì không hái rồi cũng quơ ông quào không vậy ông? Ông muốn không vậy? Đang tìm những lá bự đây. Hái cho đàng hoàng nghe không? Thua cuộc à. Đó cái đọt kế bên nó bự đó. Ừ. Kia kìa. Ừ đó. Đó, ngon đó. Hay quá. Lá cách này mà mình gà là coi như là nhức nách luôn. Hoặc là lương cũng được. Không ấy nữa là ăn bánh xèo. Xèo hết sảy luôn á Phú. Bên đây nhiều nè. Đó, cái mé bên kia nó nhiều lá mà coi chừng té nha. Có cái con kỳ nhông kỳ đà vậy nè mọi người. Đây nè, nó núp trong bụi nè. Đó mọi người, rồi nó chạy mất tiêu rồi. Đề nghị hái nhanh lên nghe. Chậm chạp quá, vô dắt dừa. Mọi người có ai phụ không? Không, đâu có ai đâu phụ. Kêu con trâu. Trâu là trâu. Đâu con trâu nói anh làm đi, lát em xuống ăn. Chú ơi, trâu ơi. Em đang ở đâu? Em có biết là anh hái lá cách như này mệt lắm không? Mày xạo mà có phụ đâu mà mệt hả? Tại con mua anh phải làm không? Đủ chưa? Cái này như đây là nó xẹp lép à, hái thêm đi. Ăn lát. Nhưng mà nhiều quá sẽ ăn hết á, tại còn mấy món nữa. Nhưng mà lát con Phú là được bio thưởng cái con cua đó. Kêu lát kêu nó cắn càng nha. Đề nghị phục vụ là phải là cắn cái càng mời dùng tới miệng đàng hoàng. Thế vô mình phải lặt ra lựa những lá đẹp nữa mọi người. Bởi vì chơi thua cực quá nha. Ở đó mình nói phụ nè. Tôi không chơi, tôi đâu có làm gì đâu. Ngồi số bạn thua thì bạn làm mình bạn đi. Ôi mấy đứa lọt mương hay quá, ý kiến hay quá. Cố gắng lên thôi, nói chung đứa này phục vụ đứa kia, đứa này được ăn cua, đứa kia được cái đùi gà, rồi còn gì nữa. Con làm gì cho Phong chóng mặt quá Phong. Lạng tới lạng lui. Ở số phụ nè, ở đây bấm điện thoại hả? Tiền sẵn đó. Chơi thua thì bạn ê, bạn chơi thua chung tôi mà. Phong ơi, Thúc là người thắng nạo dừa đó Phong ơi. Trời đất cơ cái thằng. Giờ này tôi nằm giọng thì mặt tao tôi nè. Bạn chơi ác lắm. Bạn chơi rớt dũng rồi. Lo tôi theo luôn đi chứ. Đây. Ê, này đâm ớt hay là ngoái ớt vậy? Bây giờ ngoái ớt cho nó đẹp. Đó, mọi người thấy chưa? Cái này mà hồi mình bỏ chanh vô ha. Vậy thì được rồi. Lát gà ăn với cái gì? Gà mình cũng ăn với muối này luôn. Ủa, gà mình sẽ chấm riêng chứ. Có nước mắm không? Nước mắm không? Có. Mình thì mình phải sẽ ăn nước mắm trong. Cái này là mình quay cận để thấy mụn nha mọi người. À. Ôi anh xó ở đó đi anh Diễn ơi. Xó là chi không biết à. Ôi để người ta đang tự nhiên mà xó cái gì. Đây gà đây mọi người ơi. Gà này gà tre nha. Mọi người thấy nước cốt dừa rớt xuống không? Ủa gì thì bóp nhẹ hiều vậy, nước cốt đâu ra? Là phải bóp thêm là mạnh. Ừ. Bỏ vừa ra sao? Bỏ vừa ra sao bóp. Cho cái đùi gà coi. Trời ơi. Thôi ăn bằng tô đi.
Nè, cho cái đùi gà coi. Bóc vậy, hỗn láo vậy. Rồi, bỏ vô. À, cái đùi bự chà bá luôn nè, vậy trời. Nè, là không được ăn này nha. Đây này, cái này để cho mình video thắng giải, là video ăn cái đùi thôi. Đây nè, để cho mọi người coi nha. Cái đùi nó sẽ như thế nào. Đâu. Cái đùi mà nó dính theo cái cánh nữa. Ủa vậy là nó nửa. Cái này là luôn. Nửa con gà của người ta luôn rồi. Bỏ cái cánh ra. Bỏ cái cánh ra. Chứ có cái đùi không mà. Ôi ôi, à, trả à. Lời cái đùi. Đây, cái đùi của Rio đây. Bỏ nữa, chỉ có cái đùi không. Thấy chưa? Gào âm, còn gì nữa nói. Trời đất ơi, nó tại coi thằng Phong. Không gắt người rừng. Thằng Phong nó dòm mà nó hỏi ôi luôn à. Cảm nhận người chiến thắng như thế nào, ngon không? Cái đùi ngon không? Gà rất ngon, gà giường nha mọi người. Gà này ăn á thì nói chung là ngọt từ xương luôn. Kêu nó phục vụ rót rượu. Rót rượu nghe. Dạ dạ đại ca. Em rót đi thôi. Tôi uống nữa đi thằng. Đây. Nè. À. Dân dân luôn tới miệng hả? Uống giọng gì uống đi. Ê cái tay của ai vậy? Ngon không? Ngon. Được không? Không. đúc. Thôi được rồi, khỏi đúc. Đúc thì giật lại mất cao lắm. Ngon quá. Trời đất ơi. Giờ sao tắm rượu không? Ăn rồi không nói được.